luận sau cùng, sở nhiếp Phật độ siêu quá ư bỉ. Đây là A-di-đà Phật tạo thành thế giới cực lạc. Chỗ này nói Phật quốc chính là thế giới cực lạc. Siêu quá ư bỉ, bỉ là chỉ 21 câu đề cõi Phật phía trước, cũng chính là nói hư không pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật. Thế giới cực lạc siêu vượt. Làm thế nào siêu vượt? Chúng ta từ phía trước phương pháp thái độ tu học của Pháp Tạng, người hiện đại nói ra lời nói rất là phù hợp với tinh thần khoa học. Không phải Ngài chính mình dựa vào không tưởng mà kiến tạo. Ngài là học tập, tham quan, lấy cái hay của người, bỏ đi cái dở của người. Như vậy mà kiến tạo thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là tập đại thành trang nghiêm của mười phương cõi nước chư Phật. Trong mười phương cõi nước chư Phật bao gồm tất cả ưu điểm, nó thảy đều có đủ, bao gồm tất cả những khuyết điểm, nó thảy đều không có. Nó như thế mà tạo thành. Bạn nói xem chúng ta có nên học tập hay không? Quyết định không phải làm một sự việc dựa vào không ở trong nhà mà tưởng tượng, tìm vài người mà thương lượng thì không thành công. Nhất định phải xem nhiều, học tập nhiều, khảo sát nhiều, quán sát cặn kẽ, xem thấy những lỗi lầm đó của người, lỗi lầm chúng ta phải cải đổi, sở trường ưu điểm chúng ta phải học tập, bạn mới có thể thành công, mới có thể siêu quá ư bỉ. Ngày nay đạo tràng cư sĩ Lâm có được chút thành tựu nhỏ này, chúng ta cũng là học tập. Thái độ học tập của Bồ Tát Pháp Tạng, chúng ta hư tâm. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất hư tâm, rất là khiêm tốn, tiếp nhận phê bình, nỗ lực cải tiến. Hơn nữa thường hay đi tham phỏng, gần đây đến Trung Quốc đại lục lại đi thăm học, tối ngày hôm nay quay về. Tham quan học tập, xem thấy người ta có chỗ tốt, chúng ta không có, trở về phải mau làm. Xem thấy người khác có khuyết điểm, tỉ mỉ phản tỉnh, chúng ta chính mình có hay không? Ngày ngày đang cải sửa, ngày ngày phản tỉnh thì ngày ngày mới có tiến bộ. Cái tiến bộ này không có chỗ cùng tận. Đến hôm nào chúng ta mới không cần cải tiến nữa, đến được Như Lai quả địa vẫn còn phải cầu tiến bộ. A-di-đà Phật ở Như Lai quả địa cũng vậy. Cho nên cải tiến là vĩnh viễn không hề ngừng nghỉ. Chúng ta mỗi người phải hiểu được cái tâm trạng học tập này mới có thể thành tựu đức hạnh của chính mình. Mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc rất nhiều người, bạn có xem thấy ra không? Con người này họ có sở trường gì? Họ có khuyết điểm gì? Chúng ta thấy người khác thì dễ thấy, thấy chính mình thì quá khó. Xem thấy khuyết điểm của người khác, lập tức quay đầu nghĩ lại xem ta có hay không.
Nếu như có, phải mau sửa đổi. Xem thấy người khác có sở trường, xem là chính mình có hay không. Không có, phải mau học tập. Đức hạnh của chính chúng ta mới có thể ngày ngày có tiến bộ. Đạo tràng này của chúng ta là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Xem thấy hoàn cảnh sinh hoạt của người khác, nơi nào là có chỗ tốt, chúng ta có hay không? Không có thì phải học tập. Một số khuyết điểm trong hoàn cảnh sinh hoạt của người khác, chúng ta có hay không? Chúng ta có thì phải mau sửa đổi lại. Hoàn cảnh sinh hoạt trong cái đạo tràng của bạn liền sẽ siêu vượt người khác, lại mở rộng thêm. Cái xã hội này, cái khu vực này cũng là như vậy. Thế giới cực lạc là do như vậy mà tạo thành. Cho nên hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Việc này chúng ta phải nên học tập. Cho nên giáo huấn của Phật, Phật dạy chúng ta học tập đích thực có đạo lý. Ngày nay chúng ta gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Quyết định không phải là không tưởng. Muốn bạn làm như thế nào đó, không phải vậy, rất là hoạt bát. Ngày nay nói rất phù hợp tinh thần và quan niệm lý luận của khoa học. Từ ngay những chỗ này, chúng ta cũng có thể thể hội được trong Phật Pháp có khoa học kỹ thuật cao độ. Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, cải thiện đời sống của tất cả chúng sanh, nâng cao phẩm chất của tất cả chúng sanh. Chúng ta đọc cái đoạn kinh văn này, ở ngay chỗ này là một kết luận nhỏ. Thế gian tự tại dương Như Lai, nói pháp ngàn ức đâm, chúng ta có chú ý đến vấn đề này hay không? Một cái đạo tràng giáo hóa một số chúng sanh, nếu không có thời gian nói pháp dài lâu, thời gian dài giáo hóa thì không nhận được hiệu quả. Cái điểm này chúng ta phải lưu ý đến. Ngày nay rất nhiều người đều biết, bao gồm các quốc gia khu vực khác. Hiện tại từ các quốc gia khu vực khác đến nơi đây cùng tu học với chúng ta, cùng nhau đến niệm Phật, mỗi một tháng đã vượt qua hơn 300 người. Tính một cách bảo thủ, chí ít cũng phải vượt qua 300 người. Hiện tại, số người đang không ngừng thêm lớn. Tôi nghĩ năm tới nhất định sẽ vượt qua 500 người. Mọi người đều tán thán cái đạo tràng này thù thắng. Thù thắng nguyên nhân này do đâu? Ngày ngày giảng kinh,
chính là Thế Gian Tự Tại Dương ở ngay chỗ này nói, đã nói pháp ngàn ức năm. Cái đạo tràng này không nói pháp thì làm sao được? Các vị phải nên biết, không nói pháp thì con người liền nghĩ tưởng sằng bậy, niệm Phật cũng không được, niệm Phật đường vẫn cứ là cãi lộn. Cách nghĩ của mỗi người không như nhau. Cho nên niệm Phật đường chúng ta ngày nay vẫn có được chút thành tựu này, dựa vào cái gì? Dựa vào 12 năm qua giảng kinh nói pháp, mọi người dần dần hiểu rõ, giác ngộ. Cho nên niệm Phật đường, niệm Phật bình an vô sự. Thế nhưng mỗi ngày vẫn phải giảng 2 giờ đồng hồ, không giảng 2 giờ đồng hồ vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Tại vì sao vậy? Phàm phu tất nhiên là phàm phu, họ không phải là thánh nhân. Phiền não tập khí đều rất sâu nặng, nhất là ở vào thời đại hiện tại này. Chúng ta gọi là phong khí xã hội không tốt. Người nước ngoài gọi là từ trường không tốt. Chúng ta bị ảnh hưởng phong khí từ trường này, thân tâm đều không ổn định, tánh tình bất định, tâm tình dao động, dễ dàng xảy ra việc. Mỗi ngày nghe giảng kinh 2 giờ làm cho tâm tình ổn định lại, đạo lý chính ngay chỗ này. Thời gian càng dài, hiệu quả sẽ càng thù thắng. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời, mỗi ngày giảng kinh nói pháp 8 giờ, không phải là 2 giờ. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, Phật Bồ Tát ở đời ngày giảng kinh 2 thời. 2 thời vào lúc đó chính là 8 giờ đồng hồ hiện tại. Thế Tôn năm xưa ở đời, đơn vị thời gian của người Ấn Độ dùng, một ngày một đêm phân làm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Vào lúc đó cách nói này, 3 ngày gọi là sơ nhật phân, trung nhật phân, hậu nhật phân. 3 ngày phân 3 thời, buổi tối sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. Cho nên phân ra 6 thời. Hiện tại đơn vị thời gian của chúng ta tương đối chuẩn xác, chúng ta gọi là giờ. Trung Quốc thời xưa phân ngày đêm thành 12 giờ. Các vị đều quen thuộc Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi, dùng 12 chữ này làm đại biểu. Ban ngày là 6 giờ, buổi tối là 6 giờ. Hiện tại chúng ta dùng đơn vị tính giờ của người phương Tây nên gọi là giờ. Hiện tại 4 giờ mới là một thời của Thích Ca Mâu Ni Phật thời đại đó. Chúng ta xem thấy trên kinh 2 thời giảng kinh, liền biết được Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ. Huân tu thời gian dài như vậy, người mới giác ngộ ra được, mới hiểu rõ ra. Hơn nữa vào lúc đó nhân tâm thuần hậu, phong khí xã hội lương thiện, sức cám dỗ bên ngoài sức mỏng, còn phải mỗi ngày nghe kinh đến 8 giờ mới có thể chuyển đổi được. Hiện tại cái năm này, tôi nghĩ mỗi ngày giảng kinh chỉ ít phải 16 giờ, e rằng ý niệm mới có thể chuyển đổi lại được. Thế nhưng 16 giờ đồng hồ tìm người nào để giảng vậy? Không tìm được người. Không dễ dàng. Các vị nhất định phải ghi nhớ, hương suy của đạo tràng quyết định ở thời gian giảng kinh nhiều ít. Đây là nhân tố quyết định. Người đều tường tận rồi, thấu hiểu rồi, mới chịu phát tâm tu hành.
thật làm. Đạo lý không làm cho rõ ràng, phương pháp chưa tường tận, không biết được chỗ tốt, bạn bảo họ ngày ngày niệm Phật, không làm việc gì, buông bỏ xuống, người ta nói đầu óc của bạn có vấn đề. Nói các người tiêu cực, bạn nói xem còn cách nào chăng? Ngàn ức năm giảng kinh chính là nhắc nhở chúng ta kinh giáo phải huân tu thời gian dài. Đây là công việc giáo dục. Thứ hai, chúng ta xem thấy Bồ Tát Pháp Tạng khổ hạnh năm kiếp, tinh cần cầu sở, cung thận bảo trì tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp. Cái đoạn nhỏ này, nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là đem những phương pháp lý luận mà chính mình đã tu học được thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày, bao gồm chúng ta làm việc bình thường, đối nhân xử thế tiếp vật, những giao tiếp qua lại này, tiếp xúc với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, thấy đều thực tiễn. Đời sống ở ngay trong Phật Pháp, cũng chính là nói đời sống ở ngay trong trí tuệ. Chỗ này chúng ta cần phải học tập, không thể không chú ý. Họ trải qua là đời sống gì? Trải qua là đời sống trí tuệ cứu cánh viên mãn cao, cho nên họ tự tại, họ hạnh phúc, họ an vui, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Ngày nay chúng ta trải qua là đời sống gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não, âu lo, đời sống khổ không nói ra lời. Tại vì sao có thể trở thành ra như vậy? Đối với những chân tướng sự thật này không làm cho rõ ràng, không làm cho tường tận. Những sự việc này nếu muốn làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, không phải ở nhà chính mình nghĩ mà có thể nghĩ ra được. Không thể nghĩ ra được. Phải có thiện tri thức dạy. Thiện tri thức chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải khiêm hạ tiếp nhận dạy bảo. Then chốt chính ngay chỗ này. Sau cùng, tôi muốn nhắc nhở mọi người, tỳ kheo Pháp Tạng vì sao phải làm như vậy? Ngài làm là dụng ý ở đâu? Mục đích của Ngài làm là gì? Chúng ta phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Mục đích của Ngài, dụng ý của Ngài chính là ngày nay nói thực tiễn đa nguyên văn hóa. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh hòa thuận cùng sống, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển. Biết được đây là cùng đồng một thể sinh mạng. Tất cả chúng sanh chính là chính mình, không phải người khác. Thương yêu tôn kính của chúng ta, giúp đỡ vô điều kiện là việc nên làm, là bổn phận chính mình phải làm. Đây chính là dụng ý của chư Phật Bồ Tát giáo hóa. A-di-đà Phật kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là cái ý này.